Rồi, chuyên mục xe của chúng mình đó. Chiếc này là đáng lý là phải bán trong sự kiện trước rồi mới dư rồi mới bán trên Red Club. Tuy nhiên 2 năm gần đây Hot Wheels nó không làm vậy, nó bán trên Red Club luôn đó. Để cho nhiều người mà có thành viên á không đi sự kiện được vẫn có thể mua được. Rồi, ở đây với mình ba là đủ nha. Ở đây ba ba sáu một ba bốn ba một và ba ba bảy một thì ba ba sáu một ba bảy một ở về ba bốn ba một. Ba bốn ba một ba bốn ba một thì 2 chiếc kia nó cũng giống số thôi. Mình may mắn là mình có được 3 chiếc trùng số. Thì đây nó rất đơn giản các bạn, chỉ là một chiếc xe màu hồng thôi, chả có gì hết. Tuy nhiên đó là một chiếc xe đặc trưng ở trong cái sự kiện của Hot Wheels. Khi mà các bạn được ăn tối rồi đi dinner á, các bạn sẽ được một cái chiếc xe nè trong một cái bịch ni lông, ở trên là có miếng giấy kẹp lại. Thì đây Blow Delivery, chiếc này được phát triển ra để mà có thể mà thay thế cho Rockbus, tuy nhiên nó không được và nó đã phát triển, tự nó phát triển ra một cái dòng riêng mới, có rất là nhiều người yêu thích. Đó. Bạn thấy không? Đầy đủ cái hốc gió rất là lớn. Mình thấy ở đây nó có varian ấy, nhưng mà không biết như thế nào. Giờ cũng chưa nhìn thấy nữa. Ở phía sau cánh cửa có 2 cái cửa sổ rất là lớn, giống như 2 con mắt ấy, nhìn mình. Bình thường, đây là thủ tục bình thường. Phía sau rồi một chiếc low delivery nó ánh xạ cái ngón tay nha các bạn, spectral flame đó. Được chưa? Cách xa nha, cách xa cái nửa sải tay đó, các bạn thấy không? Rồi về thiết kế đó, hộp gió rất là lớn, dựng đứng lên 3 cái họng gió này, máy này. Bạn thấy bộ máy ghê gớm không? Ông xả đây, ông xả đây, 2 bên tại nguyên cái bộ máy này nằm đây luôn, dẫn động ở sau nhưng xả đây luôn, không xả ra sau nữa. Thì xả ra sau thì thoát đâu, nó sẽ ám lên trên cái đuôi, xả đây luôn đi sướng hơn. Đó, thấy không?
quá đẹp các bạn. Rồi pick pin, trời ơi, một con pin lớn. Cái bánh này có cái viền red light, red light thôi nha. Red light là vòng tròn đỏ thôi chứ không có gì hết. Rồi phía sau này được thiết kế là xước 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 nè, không biết vì lý do gì, chắc có lẽ là nhõng bánh lên á. Nhõng đi nặng á, nhõng lên á, nó xước nó đi luôn nè, giống vậy nè, nhõng lên nè, đi là nó sẽ cài xuống đất. Quá hay, lý do là ống xả không 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 đi ra đằng sau là vậy, nó sẽ hư không xả được, cho nên đi bên hông luôn. Rồi quá đẹp, cảm ơn các bạn đã xem.